we sail a little bit higher. Rồi bây giờ trước khi mà chương trình bắt đầu rồi, mời tất cả quý vị, đặc biệt là ca sĩ đang có mặt ở đây đứng yên tại chỗ. Đứng yên nha, lộ kêu đứng yên đó. Dạ, cái này là tấm lòng của một khán giả thương yêu đã tặng cho đoàn. Và cho nên là bây giờ ai có mặt ở đây trước thì người đó sẽ có nha. Đó. Rất mặt. Chó cắn mày hả con kia? Vừa đứng đi em từ từ ra phía đó. Bữa nay tới trễ nhất nên không có cái gì nha. Cảm ơn chị. Thanh tay lại nha. Dạ, cảm ơn khán giả. Cảm ơn em. Dạ. Ok, rất là mong thì
khởi đầu mới, mọi người cũng ai cũng sẽ có lộc bên năm nha. Đắc cơ, đắc cơ. Và chúng em xin thay mặt Lộ Lộ xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã gửi những tấm thiệp rất là đỏ, tươi, rất là xinh xắn và trân quý như vậy. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn à. Đợi một chút, đợi một chút, để đủ hết mới vui. Đợi một chút. Lẽ ra là em phải chịu dân lợi cuối cùng mới được. Rồi, đây, 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 không để ai thiếu hết trơn. Cười đi nhẹ, cười nhẹ. Cười. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chương trình lớn thứ sau của đoàn Sài Gòn Tân Thời sẽ được phép bắt đầu. Và để không mất thời gian của tất cả quý vị đã đến và ủng hộ cũng giống như yêu thương đoàn chim vui đoàn với tối đêm nay, chúng mình sẽ trao giúp phục vụ những tấm vé lô tô đầu tiên cho mọi quý vị ủng hộ nhiệt tình quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và để lắp lên cho vòng loại đầu tiên, xin mời tiếng hát phục vụ của tất cả các ca sĩ các bạn đăng ký, và cái này là tự nguyện nha. Rồi ai hát thì xin phòng đến sân khấu ạ. Lúc nền trong loại đầu tiên, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của người đẹp Ngọc Thanh để phục cúng cho tổ nghiệp. Xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Dạ vâng ạ, từ lần đầu tiên cho phép Ngọc Thanh gửi đến cho toàn thể quý vị có mặt buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe lời chào thân thương và chân trọng nhất ạ. Vâng ạ, và để phụng cúng cho tổng nghiệp tối hôm nay, Ngọc Thanh gửi đến cho toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hà Đất Trương với ca khúc Lan Điệp Bốn Sinh Hồn Tưởng Tết ạ.
10.000 đồng trên tay chụp tờ vé. Quý vị có nhu cầu mua vé lên nhấc nhẹ bóng tay lên. Chào đón ca sĩ CD Thái Tài với ca khúc Mùa Đông Của Anh. Lần đầu tiên CD gửi quý vị lời chào trân trọng nhất. Tình dương gian muôn đời con nghe, nhưng người còn tin
trong vòng tay tình yêu. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa anh cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ để mặc anh lang thang ôm giá phong ngỡ thầm người yêu tới để chia ly anh về đường khuya em bất an anh xa thật rồi mà chưa quên người ta. Có phải tình bạn là tình đẹp trên thế we'll be right back.
yêu và trước khi chia tay, CD xin chúc quý vị luôn luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau cũng tại sân khấu ca nhạc Lotto đoàn Sài Gòn tất thôi. Chúc quý vị tối nay may mắn nha. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì đây? Mấy gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì đây? Ba gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì ra ba gì đây? Ba gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì ra ba gì đây? Ba gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì ra cái này, mà gì ra ba gì đây? Đầu đêm này và ngàn đêm nữa thôi, em chỉ yêu mình anh à, dù cho tình đôi ta ngắn ngang, ngủ với anh một giấc mơ tình tiên à thương nguyện. Còn 30 à còn 30, còn 30 à còn 30, còn 30, còn 30 mới một còn quý. Vì thấy bây giờ thôi tim số gì ra số gì đây, cùng nắng bóng trên dương trường số. Hai đứa ở hai nơi xa thầm, ngày đã chân mùa này đẹp lắm. Trường sơn đông với trường sơn tây, 27 số gì đây, cái hay gì đây, cái hay gì đây, hay gì đây? Ba la ba la ba la ba la ba la u a, ba la ba la ba la ba la u a. Về ăn xôi thịt xôi gà xôi chiên xôi chú ya, ba la ba la ba la u a. Cũng cho nhiều tiền nhiều bạc nhiều đô la, quần xin áo quần xì a đi bát ta. Tổ về đây a thấp 10 niên, còn các phụng vui xuân muôn đời. Mau hãy về cùng ta vui chơi, để linh thiên a ứng bài liền làm ai chuyện còn lo liên miên. Nay cũng nhiều tiền cho vui tiền. Bán buôn bay áo phước lộc nhiều tiền cho nhà nhiều nhưng không ra thâu thêm vàng đổi tính đô la. Cái 23 23 23 23 23 23 23 còn làm gì đi, năm gì ra Việt Nam thế tôi hằng cánh cò bay, có ai đi xa mà không nhớ về nhà. Việt Nam quê tôi với biết bao con người trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam.
còn 20, còn 20. Số gì đây, cả là số gì đây, số gì ra, cái số gì ra, số gì ra. Bốn gì đây, cả là bốn gì đây, bốn gì đây, cái bốn gì đây, bốn gì ra. Thứ lắm thứ nhiều, thứ cô ba tên là Bến Tre. Dòng cơm khó cài, tiền đâu đâu yếu ba chi. Nhớ thương người ta, sao không về đây ghé thăm cái đời này. 47, 47, cái 47, 47, 47, 47, 47, số thì ra. Số thì ra, số thì ra, số thì ra, số thì ra. Từng ngày người rời làng quê, xa thôn làng đến nơi đô thành. Có cò mang trong lòng tình em gắn quê, dặn dữ dặn cả nước xôi, anh nơi đâu tôi còn nhớ nhau. Dưới trăng đêm đào, mình trao nhau tiếng yêu chung tình. Còn sơ chín, còn sơ chín là ta có người hơn. Và bây giờ số 9 đang có chủ nhân may mắn nha. Xin mời các anh chị mình khoan bôi xé tờ vé. Rồi các anh chị ơi, chúng ta đi sau đến muộn á, ở phía dưới, ở sân khấu ở góc dưới á, chúng ta có một cái tiệm buffet. Anh chị mình lại đó chúng ta lấy đồ ăn nha. Và ngay từ bây giờ, chúng ta cùng nhớ ủng hộ vé phòng lợi mới và khoan bôi xé tờ vé trên tay. Anh chị nào đọc giải tầm mạnh dạng với lịch sân khấu à. Rồi anh chị ơi, bây giờ ngay từ bây giờ chúng ta cầm điện thoại của mình lên, chúng ta check in, chúng ta mời các anh chị, bà con, bạn bè mình đến đêm nay để cùng dự một lễ dỗ tổ ngành sân khấu tại đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời nha. Rồi, mời các bạn bước lên sân khấu nha. Chủ nhân đầu tiên, con số vừa kêu là con số 23. Có 1. 47. Có 2. 13. Có 3. Số 9. Có đủ. Tại là bé kêu là 1643. Chủ nhân thứ 2, 1643. Con số vừa kêu 13. Có 1. 30. Có 2. 58. Có 3. Số 9. Có 4. Chủ nhân tiếp tục 1643. Con số vừa kêu 20. Có 1. 30. Có 2. 58. Có 3. Số 9. Có 4. Và trong lại đầu tiên, chúng ta đã có 3 chủ nhân may mắn nha. Và mọi người nhận giùm em trước mắt là một con Pikachu lấy lại vốn. Và tiếp tục nhận qua thêm một phần nút của nhà tài trợ Kiboy. Chúng ta sẽ được quay số ai lớn nhất, chúng ta sẽ được nhận qua phần quà lớn nhất nha. Rồi mọi người nhận giùm cho Quyền một con banh nha anh chị nha. Đó, bên đây một con giấu lại. Rồi, bên đây thêm một con nữa. Rồi bạn còn lại cuối cùng nè. Rồi ai lớn nhất chúng ta sẽ được nhận phần quà lớn nhất nè. Em số mấy? 14, 45, 24. Chia tay với hai bạn bên kia nha. Em bỏ gấu nhỏ lại, lấy gấu lớn giùm cho chị nha. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một lễ tiếp theo. Với lễ vé ủng hộ là 10.000 đồng quý vị. Hôm nay giống như là ngày Tết của mấy anh chị em nghệ sĩ đó quý vị. Cho nên là đây cũng là giống như dịp đầu năm thì quý vị ủng hộ giống như mở hàng vậy quý vị. Cho nên ủng hộ nhiệt tình dùm cho bốn đều quý vị nha. Và ngay bây giờ là tiếng hát bất ngờ cho một lễ tiếp theo. Chúng ta cùng chào đón nam vương mũi cao nhất Đông Nam Á Lê Cần. Rồi, giá ủng hộ cho anh chị em chúng em vòng loại thứ hai luôn nha quý vị ơi.
quanh. Quý vị ơi, hiện tại thì trên tay của nhân viên chúng em đã dơ dần đi những tấm vé rồi ha, chỉ còn một sót lại một hai lá vé nữa thôi. Cô chú anh chị mình đã đến đây thương tình tham gia tham dự đã thương là Sài Gòn Thanh Thời rồi, thì còn một hai lá vé nữa thì cô chú anh chị mình ủng hộ luôn để lên trên chúng em sổ số yêu cầu luôn quý vị nha. Và quý vị bây giờ xin mời tất cả quý vị các thân là đây với là bài phương nhà sáng chuẩn bị cho số. Số đi đây mày, đi đây mày, đi đây mày, đi đây mày, đi đây. Sao đại được, mới trong con còn bây giờ sao không biết. Yêu con thứ hai. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. An Giang có lông chim mặn mà. Ai đi châu Đông nghe nghe qua chia bà. Về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên. Chiều trên cầm chiếc xanh áo cho em dịu nhẹ. Vẫn dáng vẻ thư sinh, vẫn nói cười phong độ. Cầm ly rượu trên tay tôi thấy mắt anh buồn. Vì đắng trong ly hay giọt đắng cuộc đời. Hơn 20 năm buồn vui xuôi ngược áo đã
như bao người anh cưới vợ sinh con, tường đá vuông rồi một mái nhà cấp 4. 24 số gì đây, có mấy gì đây, có mấy gì đây, có mười gì đây, mười gì ra. Và em đó có ba bà bê đê, một bà bóng tưng tưng, một bà bóng đâm heo, một bà bóng u nu, và ba đứa nó hát ca linh đình. Cái con 19, con 19, cái con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, mấy chị già, mấy chị già, mấy chị già, cô chị già, mama, mama chị ba kêu, chị già chú cô má giống em mình trong nhà, hey, mama, mama chị ba kêu, vậy, dan 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 má. Ủa mắt chị không bao giờ bà hát đúng tông. Đúng rồi chị, già hát nhạc không được. Cà không đi chị. Cà chạy đi. Tao. Chồng bà hả má? Mới quen hả? Chồng chị lại hả? Ủa sao chị? Tôi là bà quyền chưa chuyển giới hả? Ủa? Ủa nói gì đấy, ngồi nói gì vậy? Mấy chị ra, mấy chị ra, rồi là con mấy, con mấy chị đây, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Anh ơi, ngưng nhạc. Thấy chưa, cái mấy chị ra cũng không đúng nhạc. Không hát hát được đâu, hát chay đi, bình thường đi. Không, tao bây giờ đọc thơ cũng được. Không được, bữa nay tao đọc hát, thơ đi, đọc không, thơ. Không, tao hát nhạc, mà tao hát nhạc. Anh nhạc. Mấy hát chị ra, được. Mấy chị ra, rồi ra con mấy, con mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Mấy chị ra, chống đau, mấy chị ra. Rớt rồi đó, rớt về mới mới này á. Tại mày cười tao mới rớt đó. Mấy chị ra. Qua đây bà đối cười đó, qua đây bà đối cười đó. Qua đây đi. Hát cho được nha. Tại tao không hát từ từ nào. Do việc thì tao quá à. 2, 3, vô. Mấy chị ra, thơ ra con mấy con. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Về tới đâu làng bên đây bóng lộ hát ca rộn ràng. Qua những cầu tre, qua mấy con đê nó quá trời. Anh ơi, nhạc luôn đi anh. Nhạc luôn đi anh. Rồi rồi, đừng thả kêu đờn nha, đừng đờn nha. Tao hát chai. Ừ. Về tới đâu làng bê đê bóng lộ hát ca ca rộn ràng. Qua qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê qua trời là bê đê. Ôi con đê của một miền quê, sao toàn là bê đê. Thương qua miền quê, bóng với bê đê cùng kéo nhau về. Chưa có số mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Không tại em tức nó như vậy. Mấy triệu bạc thanh nhạc về. Lập tức em phải hát chửi nó chứ. Mấy chuyện đây. Nghe nghe hụt hồn thanh nhạc về ta hát nè. Từ là từ vương tư. Bảo kiếm sắc qua phong linh đàn. Về là hồn thanh nhạc. Hát thì là hồn thanh nhạc. Nói nghe nè, bữa nay cũng là đám cúng cơm nhà ông thầy dạy nhạc của bà đó. Quá khúc dài. Quá khúc dài, tao tốn gần 5 triệu bạc đi học tiền thanh nhạc. Khúc dài thiệt. À, nhạc. Tại ơi, mới cười cho răng nó quyến cái video luôn. Bà giống mày em quá. Ủa là chị em mày đó hả? Qua bển đi. Hai điều. Ok, nó mới đâm từng cái đó. Ủa hai điều giờ hát thi không? Hát thi đi. Phải không? Hát thi mà phải ra số nha. Ra số nha. Hát mời chị trước. Vậy
Mời chị trước. Con nào mới nói vậy? Con cử đoàn. Con là giọng đàn ông vậy? Tư là từ vô tương, bảo kiếm chắc không lên đàn. Đùa thấy đùa ra lúc trong tình nhạc. Năm căm mơ mà em luôn trong tình nhạc. Ôi gan nhà quặng đào ư, còn bốn ư. Còn số một, còn số bốn, còn số bốn. Là đập heo, là đập heo, la la la. Dây 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 dây. Là đập heo. Ủa vậy là hát hay la? Không thì hát mà ba nói nhột. 31 mấy thì già. Kèo qua cầu chu ban dầu qua cầu mà te chu ban ớt ở lại làm chi con le le đánh trống hội kèo con tìm việc hỏi tỏ ti te tỏ te ăn nhạc của ai nhạc luôn chị má lỡ rồi cái gì chứ cha hình hình qua ha lỡ rồi bia cho cái bài này luôn em hả bia cho cái phim Bắt Chim Hoang luôn. Quý vị mình chuẩn bị đi coi phim, bộ phim Bắt Chim Hoang với cái một bài hát được mang tên Bắt Chim Hoang ơi, cả đời ông đi đường cô con Đà Lạt ba một. Tao nói rồi thấy chưa, ba một. Ê, mình tao chấp hết. Mày nhớ không hả? Ngày mưa đông mưa xin hãy là tuyết rơi để chấm lối em anh về. Ngày mưa đông mưa xin hãy 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 mambo mambo Italia để hết mambo mambo Italia nhớ chết 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 chúc cho anh hoa lên cái tia nào nào về 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 trời đất ơi, xin lột cái đầu. Quà kỷ niệm của con. Con ơi, quà kỷ niệm. Kỷ niệm. Ê, nó đang chơi luôn, cuộc đời nó rất thảm nhiên rồi. Quẳng vô cái cuộc đời của nó. Không lấy hả? Con, lấy không? Nè, cái đầu tóc giả này lấy cho con. Về sau này có đội chơi với tao. Ủa sao con nó có sợ cái đầu, nó sợ bà này nè. Ê, có mấy bà bị đê vô kìa. Sợ ta sợ quá kìa. Ừ, ghê quá. Mày sợ đây. Mày hả? Để tao ca xuống cho thằng sổ. 2, 3. Hay dây 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 dây. Hãy là tiếng ca chờ đợi nơi say nha. Nhìn chân rộng lên 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 là một ngày được chừng 2 dòng loại hiểu cái gì cái này rồi chúc mừng em cháu nha có 17 chừng kêu qua có một hồn hả thồn bà nội có cái giọng đàn ông như vậy ăn tên nó lớn đầu năm đầu tháng rồi 51 gì vậy mày tao kêu nó nhỏ lại tao kêu nó vừa vừa thôi làm gì nhỏ dữ như vừa vừa nó vừa vừa số 4 vừa vừa số 4 có không mày kêu nó vừa vừa còn mày muốn nói gì mày nói đi đó rồi hợp đây xin chúc mừng rồi. Ủa dò chưa mà chúc mừng má. Ê con thiểu năng. Hả? Dò xong rồi đó má. Ủa rồi hả? Không hay. 17 có 1, 24.
24, 24 có 2, 51, 513, số 3, số 3 đủ. Hợp lệ, xin chúc mừng rồi, giấy hết đó ạ. Đây, rồi, xin mời tặng phẩm dành cho các khán giả may mắn 17, 24, 51, số 4 y chang, xin chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Học ở đâu cái thói make up mà nhét thêm cái gì mà cho cái 17, 24, 21 nhảy lên y chang, có gì xe được. Mình mặc xấu như sợ. Ôi, dùng cái thứ sân si suốt đời không bao giờ lên được ký lô nào hết. Ô, đỡ hơn mấy con mập, không xuống ký quản được. 17, 24, 21 dài đẹp, còn đó mới không thịt bụng. Về quý vị cài nhạc chuông liền. Dạ. Cài niệm phòng đi rồi cho nó bớt, chứ bây giờ tôi thấy quá rồi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay số chúng thử xem ai sẽ nhận được cùng đô lớn từ vòng loại này. Và ngay bây giờ chúng em đang trà xuống dưới phục vụ vòng loại tiếp theo. Cảm ơn quý vị ủng hộ nhiệt tình nha. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình và một tiếng hát là đến phục vụ cho tổng nghiệp á quân của chương trình Tình Bolero năm 2019. Dạ, Tình Bolero năm 2019 quý vị. Một trong những mà ca sĩ mà hồi nãy giờ là nếu mà đoàn này mà trả tác quyền là ổng vào trước tiên. Đúng quý vị. Của những cái tác phẩm rất là kinh điển, thí dụ như Lan và Điệp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bồi Đầm Già. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón ca sĩ Hamlet Chung, thưa quý vị. Hôm nay tình cờ để đến đây lại tổ nghiệp và cũng là lần đầu ghé thăm với sân khấu này. Và xin chúc mọi người sẽ có một đêm thưởng thức âm nhạc cũng như là vui chơi và hạnh phúc. Và xin được hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Cảm ơn anh Hà Trương rất là nhiều. Kính thưa quý vị, anh cũng là một trong những là người và rất là ưu ái cho đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời. Rất là dễ thương quý vị. Và đặc biệt là thí dụ như là đoàn mà hát mà nhạc của anh đó giống như là Lan và Điệp 4 nè, 5 nè, rồi mấy bài của anh đều không có lấy tác quyền hết quý vị. Một phần là hồi nào giờ không biết ai để lấy. Một phần nữa lấy cũng có tiền để trả. Không lấy luôn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng lúc đó mình sẽ không bắt đầu do số quý vị nha. Hey! Một, rồi ở trên thấy bên trong còn vé không anh Nhật ơi? Còn vé không My ơi, xuống dưới chị My ơi. Và ngay từ bây giờ thì đã đến giờ mở thưởng rồi. Tất cả các nhà mình ai đến sau mà chưa có vé hay nhắc nhàng ngón tay cao lên để Thảo Nhi thấy sẽ mời những người đẹp đến gần đây tặng chỗ phục vụ. My ơi, chọn trong chính giữa nè My ơi. Rồi cái nhà mình ai đến sau chưa có ghế ngồi ở bên xa với khán giả có những chiếc ghế cái trời ơi, lấy giùm em mỗi người một chiếc ghế ngồi giùm em nha khán giả. Ở trên này mua vé phải không chị? Chị ơi, ở trên luôn, lên trên luôn. Có ai phụ luôn My không? Chị đi bên đây nè, My ơi My. Thảo xuống dưới phụ luôn My đi Thảo ơi. Rồi My ơi, bán ở dưới xong rồi lên trên nè My. Rồi ở được cuối đường băng luôn nơi nè. Xuống chiều đây, xuống chiều đây, xuống chiều đây. Một chiếc chót ai mua giùm em nhanh cái tay lẻ cái chân cả nhà ơi, ngoài đằng sau. Quá quá anh mua vé quá. Rồi ở đằng sau luôn. Rồi từ từ. Rồi cho số quý vị ơi. Số gì đây? Mày gì đây mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây. Rồi Thảo báo luôn đi Thảo. Hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Hai gì đây, hai gì đây. Mời cô bác cô bé còn này trở lại đây My ơi, ở lại đây, trở lại đây, trở lại đây nhẹ kia số. Số gì đây, số gì đây. Nhìn đôi môi thắm xinh okay. Em đang xài son gì đó em. Và son kem đó ăn. Son hồng, son lì kê hôn. Cô
gạch gạch gió. Bung gì bung, bung gì bung bung gì từ xứ gì đây mấy gì đây con hai gì đây hai gì đây. Sướng vô ngày kia, người đâu xa xa anh gì lắm sẽ chuyển hai hàng nhà người ta đưa đón con dâu. Em không thầm bao đêm, không thầm bao đêm mà biết thương nhớ trong lòng. Nhưng chiều buồn ra ngoài bên sông thấy anh ngồi mà như làm sao. Hai mươi sáu, hai mươi sáu, hai mươi sáu, hai mươi sáu số gì ra bốn gì ra bốn gì đây bốn gì ra bốn gì ra đời còn nhang ai có biết đâu. Đời gian không là cánh máu hồng, đời còn gian nắng nước mắt tuôn. Đời gian không là lắm bé vàng, một con đò ghen sống không con đò đó là đò bên hà. Một gai nghề quăng trong nhan sắc ngang như là một đò cơ. Nhà dung nghèo gió nên sống xa lìa xanh đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, gái về bên hà. Gái đẹp bên hà, gái đẹp chung tình. 49, 49, 49, 49, 49 số gì đây, cái bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì ra. Không ai yêu em nhiều và sẽ xưa cho bằng anh. Anh thương yêu em thật lòng, anh yêu em thị trường. Bao hương hoa tình yêu thắm lòng con tim thanh hoa. Trong giấc mơ thầm lòng rồi ông bướm lại hòa nhạc. Bao đau thương cô hủy trần sáng anh gương vào mày. Bao sáng chân đôi nghèo này nữ lên phi thuyền đi. Đi gương quanh một tay bút thần ấy có hoa tranh. Đem sức chơi xây đền lại găm bốc cho ngày mai. Cái 42, 42, 42, 42, 42 mấy. Chị đây mấy, chị đây ba, chị đây con ba, chị đây con ba, chị ra. Trong ngôi nhà quang dường như có mặt. Nó lúc đầu ra làm ăn cái mất hồn. Con ma đầu đến hàm răng nó trắng tâm. Nó lúc đầu ra làm ăn cái giật mình. 39, 39, còn 39, 39, 39, 39, 39, ra, cờ gì ra, cờ gì ra, còn ba gì nữa, ba gì nữa, ba gì nữa, ba gì nữa. Sương bên trời còn rơi lớp dài, lao phân con tôi mà bờ mây. Rồi mai này thằng bay sắc hương, ai nhớ căng tiếng ca ngàn sao. 36, 36, 36, 36, còn 36, mấy gì ra, còn hai gì ra, hai gì ra. Hai gì ra, có hai gì ra, hai gì ra. Gió thu lạnh xa, bao nhiêu là lá, mấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm. Đừng trách người đi sao lỡ kịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần vào thu là lần bằng giá tới sau tăng ca. 24, 24, còn 24. 20 cây con 24, 24. Số gì đây con người gì đây, mình gì đây con người gì đây. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Sao nè? Xe đôi canh, xe đôi canh. Bướm bướm bay đôi ba dòng, bướm bướm bay bốn năm dòng. Bướm bướm bay sáu bảy dòng, bướm bướm bay năm. Ông tóc mặt xe nhé. Bật cho con 19, con 19, con 19, con 19, con 19 đây, con 19 con số gì đây. Số gì đây, con ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Thương lắm xứ dừa, thương cô ba tên là Bến Tre. Dòng trước mó cài, tìm nhau đắp níu ba khi. Nhớ thương người ta, sao không dễ ghé tấm quê nhà. Con 33, 33, 33, 33. Số gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Bầu trời sao em nhiều sao sáng đêm nay. Đêm nay, đêm nay nhiều như những gì mình đã có. Một lần ta trọn bên anh với anh. Em mãi là người từng chậm năm. Năm mươi lăm, năm mươi lăm là tâm trẻ cờ hơn.
và cái bây giờ 55 đặt có chủ nhân may mắn nha. Xin mời khán giả nào đọc dài cho ta mạnh dạng với lên sân khấu và tiếp tục ủng hộ cho dòng lợi mới, cái tiền vẫn là 10.000 đồng. Và đêm nay rất là nhiều khách mời của các ca sĩ, nghệ sĩ, các chị em trung giới được gửi đến tất cả các bác anh chị mình đem những lời ca tiếng hát được dân cúng lên cho tổ ngay ngày lễ giỗ tổ lớn nhất 12 tháng 8 hàng năm. Và ngay từ bây giờ anh chị nào đã có mặt ngay từ bây giờ, chúng ta tiếp tục ủng hộ cho tòa đá vé vòng lợi mới, cái tiền vẫn là 10.000 đồng. Rồi em xin được nhắc lại nha, khán giả đọc dài mạnh dạng khẩn trương bước lên sân khấu à. Rồi bây giờ tiếp tục vẫn là 10.000 đồng cho tài lá vé. Đêm nay chương trình ca nhạc chúng ta sẽ được diễn ra rất là dài, nên các anh chị mình nhớ nha, đã có mặt ở đây rồi, các nhà mình nhớ ngồi tại chỗ. Và ở phía tuốt ở dưới đuôi sân khấu ở phía dưới anh chị, đó chúng ta có một cái buffet, chúng ta dùng đồ ăn và thức uống ở bên dưới. Hết rồi hả? Ai biểu đi trễ? Ta mời, ta mời, ta mời 3 giờ, bây giờ 7 giờ mấy mới đi. Rồi, 207 là kêu hợp lệ, con số vừa kêu là con số 26. 55 đó chị. 55 có 1, 44 có 2, 33 có 3, 26 hợp lệ. Chủ nhân đầu tiên hợp lệ, chủ nhân thứ hai 183, 55 có 1, 43, 44, 33 có 3, 26 hợp lệ. Rồi, trong lần này chúng ta có hai chủ nhân may mắn nha. Chúc mừng tay với em nha. Rồi em cầm cái này giùm chị, rồi cảm ơn em ủng hộ vé một loại mới. Và bây giờ không để làm mất. Rồi, các anh chị em nghệ sĩ chúng ta đã có mặt ngay từ bây giờ, chúng ta chưa có dâng hương cho tổ á, thì em xin mời các anh chị vui lòng vào trong nha. Chúng ta cùng thắp một nén nhang để tri ân tổ nghiệp nghề của chúng ta đang phục vụ. Và ngay từ bây giờ anh chị em nào chưa có nhận tờ vé trên tay, hãy cho mình nhớ giơ cao tay lên để chúng ta sẽ được ủng hộ. Thay vì ví dụ như đây cũng như là một cái ngày Tết gì đó anh chị của sân khấu tổ nghiệp, thì các anh chị hãy ủng hộ vé thật là nhiều để chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay, để các chị em nghệ sĩ chúng tôi sẽ được phục vụ hết mình, được chào mừng tất cả các bác anh chị mình với ngày lễ lớn như thế này. Anh chị nào có nhu cầu mua vé một lần nữa mạnh dạn giơ cao tay lên nha. Rồi ở phía dưới có những chồng ghế ở phía dưới á, anh chị chúng ta nhắc ngồi để chúng ta ủng hộ qua những chiếc ghế bên dưới để chúng ta thật là thoải mái để cùng thưởng thức một chương trình ca nhạc thật là dài như thế này ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ được đến với nghi thức dân hương của nhóm Tia Sáng. Rồi, khoan để các bạn dân cúng xong ha, rồi chúng ta sẽ được bắt đầu đến với một nhóm nhạc rất là sống động đó. Rồi trong thời gian này thì các anh chị mình nhớ nha, mọi người ủng hộ giùm em một vé là một cơ may đầu tư để chúng ta sẽ có những phần quà cầm trên tay nha. Xem ai là người may mắn được nhận nhiều lộc nhất đêm nay à. Rồi, bây giờ trong thời gian chờ đợi, không để tất cả quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng đến với một nhóm nhạc rất là sống động. Được chào mừng tất cả quý vị đến với nhóm nhạc hai thành viên. Với nhóm nhạc Tia Sáng xin được phép bắt đầu. Cùng say say cùng với một điều ngất ngây, nào mình cùng đứng lên nhau, nào mình cùng vui ca hòa cùng nhịp đi chơi, nào vui đêm nay la 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 la, hãy bay lên cao cùng với tôi, mình cùng bay đến nơi hai ta sẽ hát ca. Feeling tonight, la 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 la, feeling tonight, now.
cùng bay lên, vui cho trọn đêm nay. Và mình cùng say say cùng với nhịp điệu ngất ngây. Nào mình cùng nâng ly, nào mình cùng vui ca, hòa cùng nhịp đi chơi nào vui đêm nay. La 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 la, hãy bay lên cao cùng với anh thôi. Mình cùng bay đến nơi hai ta sẽ hát ca. Feeling feeling, feeling tonight. Nào cùng vui lên chúng ta sẽ feeling tonight. Giơ tay lên cao chúng ta sẽ feeling tonight. Hòa cùng đi chơi chúng ta sẽ feeling tonight. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhất định quý vị đây là Hoàng Tôn. Thường thường thì Hùng Cường cũng có những cái đi show ngoài là tụi em có Hoàng Tôn thật là một nhóm nhạc. Đó là nhóm Tia Sáng biểu diễn các tụ điểm. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều cho nhóm Tia Sáng ạ. Nhóm Tia Sáng giỏi quá, trời, hai chàng trai dễ cưng quá trời. Rồi bây giờ chúng ta vừa thưởng thức với nhóm Tia Sáng và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị đến với vòng loại này nha. Ai có những con số, ai có những tài là vẽ trên tay bắt đầu chuẩn bị. Do số. Đứng hai. Nhung Nhung ơi, qua lên trên xuống gì đây? Mấy gì đa cái này, mấy gì đa cái này, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa giơ tay lên ở phía trên, ở trên này. Mấy gì đa, mấy gì đa cái này, mấy gì đa cái này, mấy gì đa, mấy gì đa cái này, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa cái này, mấy gì đa. Chẳng ngại gió đông lạnh lùng mà biến ai, nắng mưa dầu dãi nặng gánh mà thương hà. Chẳng ngại phóng pha sân hà mà nguyên biết, trong căn liều giả thiết thiết đang áo lượng hàng. Thiết đời tặng chàng tâm tình trong chiếc áo. Hết chưa dùng. Lẹ bài lên đưa phấn luôn gặp vô số đầu tiên. Mời anh chị bắt đầu mở thưởng chứ. Mấy gì ra, số gì ra, mấy 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 gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, gió đâu đến. Dung ơi, đây là gì Dung ơi? Hết rồi, ai bò bé qua đây luôn em ơi. Vâng, đây, áo đỏ này bên gốc cây quyên ương tình đắng lẻ lên dân ơi. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, giơ tay đi em. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mai xa rồi em có nhớ gì không? Sao câu hỏi cứ đang hoài trong trí, như bông cò mãi giấu chân người ở lại. Anh biết nói nhớ gì hay nói nhớ ai? Anh biết nói nhớ gì hay nói nhớ ai đây? 27, 27, 27, 27, cái này 27, cái này 27, cái này bốn gì ra? Bốn gì ra, cái này bốn gì ra, bốn gì ra, cái này bốn gì ra. Hồ tiêu cho một tô bông mì, hoành thanh cho một tô không giá, yeah. Trà cá cho một ly không đường, rồi tính thêm tiền 40 nguyên. 40 nguyên con 40, 40 nguyên con 40, mấy gì ra, mấy gì ra, cầm giang, cầm giang. Mong gì ta trông thấy nhau, vì với ai bài dèo chi đánh nhau. Cách chia đoạn nghĩa mỗi tình chúng ta, nào sống ông bài
cho duyên mình phân ly, không quên lời thương yêu. Cẩm Giang ơi, tình chúng ta cách chia ngàn năm. 35 số gì đây? Số gì đây? Đêm nay trời sáng trăng, mình bên nhau cùng qua chúng câu hát. Hôm xưa tình lắm say, nhạc lắm lắm, lòng em nghe sao thương. Ta say cùng ánh trăng, cùng đèn sao, là bên lên trên trời cao. Sao hơi hay sáng sau là tình nhau. Còn số sao? Còn số sáu gì đây? Anh nhớ tôi lên đường phố cũ, tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hết mấy lần vẫn anh chờ tìm đôi ta xin đứng cô bên. Ai quên ai khi bàn tay trắng nằm trong lòng tay rồi. Anh ước chỉ ai chúng mình mong xưa có thành. Rồi chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. 37 con số gì đây, số gì đây, số gì đây xã ơi. Cha con lấy hơi cha ơi. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng, khóc bằng chị ai gây cảnh đắng cay. Rồi giờ đây anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu cái đường tương lai. Mình mô tâm tối mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của ai. Còn số 2, ba xuân đã là giá chiến tình gì nữa, đôi cánh hoa công sao đành chia đôi mình. Con mua trước kia nêu làm khói bay bạc đời. Anh đại ơi, mấy con tên mà nghe dễ anh nhớ hoài. Lưu quanh hơi trong âu sầu tình chớ dàng lý trí kỳ dân hẹn kiếm sao để nhân tình em với em tình chẳng dẫn một lòng. Nước tiền quân, số chi mình còn là những cây đắng đông. Nếu không mấy tiếng niệm mà chi nếu không như cho ngọc như vậy. 47 mày nước gì đây, ta mấy gì đây. Trùng trùng hương tiếng mướn, tiếng xa nơi xa chưa. Đã rời đi xứ nhà, đến hàng lòng. Đưa qua trung hoàng đến, giang thi đi ngọc vai. Mặt trời đang trốn xa, tiếng con rồng trắng tiếng 30 nguyên. Nguyên 30, con 30, con 30 con số gì đây, số gì đây. An Giang có lòng xuyên mang ma, an khi trao đất lơ cơ hoa chia bà. Về tình đi nhớ quê em Hà Tiên, chiều trên đầm buông sắc áo ba ba em chịu hiền. Không bao giờ nhắn ai đôi đầu, người em cho mái tên châu. Có thể xin trở chờ, nếu có chuyện về hương đất miền Tây. Nhớ tên em nhiều người quê thương núi Sam. Con 18, con 18 thì con 18. Con 18 số gì đây? Số gì đây? Con 2 gì đây? 2 gì đây? Con 2 gì đây? Thường xa đang năm dài, lòng em đây dám cứu anh quả. Ngày chia tay khóc ta ơi, nhẹ lòng không gói đêm đầu. Còn chi đâu với anh, lòng em tao nát dầu. Giờ như người chi em ôi, nát tàn. Tàn nét.
tua, xe tua, tơi tả, tơi tả. Ôi nát tan, nát tan, nát tan cái buồn phì đà. 23, 23, 23, 23 không đi đâu, không đi đâu, không đi đâu. Ngày em gái dù về, em gái dù về, hôm nay trong mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, ba chị ra, ba chị ra, có ai đợi chưa? Ai đợi hàng bốn? Mấy chị ra em kêu hàng ba, mấy chị ra, có mấy chị ra, ba chị ra, ba chị ra, có ba chị ra, ba chị ra. Sau đêm nay là ngàn đêm nữa thôi, anh chỉ yêu chỉ yêu một mình em, tình đôi mình từ đây không cách ngăn. Ngủ đi em giấc mơ ngàn năm. Ba chị ra, ba chị ra, ba chị ra, ba chị ra. Nay trời hoa ký quan gì, sắc vàng đổi lỡ tim. Cũng đêm như hằng, nói làm sao, hứa làm sao. Giờ lúc lời hẹn ước chứa duyên dâu. Ta về quê hương đây nước náo, chúng ta mà có nhau. Ba chị đây, ba chị đây, ba chị đây, mấy chị ra, ba 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 chị ra. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt nên giấc mơ? Ngày lỡ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin. Hẹn em kiếm sao ta gặp nhau? 36, 36, còn 36, 36 là tâm dễ cờ hơn. Giải quý vị nhé. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chủ nhân may mắn đoạt giải bước lên sân khấu nhận thưởng. Và song song đó chúng em vẫn đang phục vụ dịp lễ tiếp theo. Lục có nói hồi nãy là dạ không biết bàn tiệc mình còn hay không, nó lướt ngang cái hết trơn luôn. Dạ rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho đoàn đầu tư Sài Gòn Tân Thời. Hôm nay giống như mùng một Tết của các anh chị em nghệ sĩ về đó quý vị, cho nên những cái tấm lòng ủng hộ của quý vị giống như là một cái lì xì may mắn đầu năm mà để khởi đầu một cái năm mới, một cái mùa mới của tất cả các anh chị em. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình ạ. Dạ 36 như kêu qua có 147 có không, 18 có mẹ, số 9 đúng. Dạ hợp lệ 1642 hợp lệ, xin chúc mừng. Còn ai đó không ạ? Trời ơi, có mình anh đó hả? Trời ơi hay quá vậy. Dạ cái thứ gì hôm nay thì do là cái chân lộ rất là đau rồi, nguyên hai tuần lễ liền là đi giày cao gót không, nguyên ngày không, cho nên là không có đi tới đi được phục vụ quý vị nhiều được, quý vị thông cảm nha. Chút xíu nữa là em ổn hơn, chút xíu là em mang dép lào đi phục vụ vé cho bà con cô bác mình nha. Rồi kính thưa quý vị, và lúc nào khi dòng lời tiếp theo chúng ta cùng chào đón một tiếng hát rất là dễ thương. Mà ngay lần đầu tiên quý vị, lần đầu tiên mà Lộ đi thực tế cho Lô Tô đó là gặp cái cô này rồi. Mà bây giờ là cổ sau rất là nhiều lần vẫn liên lạc qua Facebook, mà lúc mà Lộ lập đoàn cũng có mời cổ về, nhưng mà cổ do là phải bận diễn ở những cái đoàn khác cho nên không có về được. Thì rất là có giống như một cái duyên vậy đó. Hôm nay là cúng tổ, Lộ làm rất là chỉnh chu thì cổ có về thăm. Chúng ta cùng chào đón nữ ca sĩ Lâm Giáng Tiên quý vị nhé. Lâm Giáng Tiên. Và lời nói đầu tiên cho phép và em là Lâm Giáng Tiên xin mến chào tất cả đại gia đình thân thương của Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Một lời chào yêu thương và trân trọng nhất ạ. Và hôm nay đến với Sài Gòn Tân Thời và cũng như là ngày giỗ tổ, thay mặt cho tất cả các anh chị em trên sân khấu, xin chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe và ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời. Xin mến tặng tất cả quý vị với ca khúc mang tên Đã Không Yêu Thì Thôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Đã không yêu thì thôi, anh cần chỉ giận thôi. Thêm bao trái ngang còn tình ngại ngùng đầu môi. Mưa xa mắt chia một sầu tình nhà đơn côi. Dù xa như trong tim tôi nên an thôi. Bỏ chờ đất ai hồn đi đi ơi. Say. Come on.
đầu môi. Tại xa đánh hồn sao anh gian xôn người ơi. Vì sao tim tôi chân thẳng đến anh đang đau. Vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan. Phải cầu đánh quên bao nhiêu sâu thời gian. Nhìn bước với mọi người, nghe tình tôi là sao chỉ như một ngày kia. Anh có quay về. Không biết thì thôi, anh cần chỉ dám chi. Đời ta xa xa mình tôi anh đợi tình tí. Anh đi ăn bay trên trời và hoài xa tôi. Cho dù tôi đã ôm đi dưới lấy tình ai. Đã không biết thì thôi, anh cần chỉ dám thôi. Thế mà trái tay của mình ngại ngùng đầu thôi. Mưa sáng mắt trên một sầu tìm nhà đêm thôi. Dù xa như trong tim tôi người ta trước nơi đầu môi. Thật xa đánh thôi sao anh sang xuân người ơi. Vì sao tim tôi chân thầm bên anh đã lâu. Vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan. Thấy đâu đành quên bao nhiêu sâu thời gian. Nhìn bước về ngoài nghĩa. Nghe tim tôi là sao chỉ như một ngày kia. Anh không quay về. Come on! Đã không biết thì không ta gặp nhau làm chi. Thế mà xa xa tôi anh đợi tình tí. Anh như anh hay trên trời mà hoài xa xôi. Cho dù tôi đang hôn như sướng lấy tình em. Đã không đi thì thôi anh cần chỉ xa xôi. Thế mà trái anh cũng tình ngại ngùng đầu môi. Vừa sáng mắt trên một sầu thì nhà đêm tôi. Dù xa như trốn tim tôi người đã rất là nhiều. Vừa qua quý vị cũng đã lắng nghe một ca khúc Đã không yêu thì thôi. Sẽ bây giờ thì gặp lại này. Nhưng chúng em đang bên dưới gặp bước và chào tất cả quý vị những lá vé cuối tay ở vòng loại mới. Rất mong quý vị khán giả mình chưa có lá vé và thương tình tham gia tham dự giùm em nha quý vị ơi. Xin chào quý vị và ngay bây giờ ai cũng biết trên tay hướng mắt về sân khấu bắt đầu do số quý vị ơi. Mấy gì ra số gì đây, hai gì đây. Hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Ai đi quê hương nhớ ghé qua thăm là miền Tây yêu dấu. Trà dịp quê tôi, tiếng chào nghe dễ thương đâu đai còn ơi.
mối lắm thương nhớ ngay tâm hồn. 24 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
ơi. Dạ. Thương quá. Gì vậy anh? Em đúng là cõi con trời đánh thánh đâm con số năm. Con số năm, con số năm, con số năm, con số năm mấy gì đã, mấy gì đêm, mấy gì đã. Yeah. Cái giày đang đi ở trên đường đê. Em dẫn theo anh hoài. 52 thì 52 số gì đây? Số gì đây, số gì đây? Những tim lạnh giá bên ngon để giờ đông đưa. Tôi ngồi ở tuyển xa xưa. Cùng ở lại lặng con tim. Những ly rượu đắng hồn bay bọc lớn lớn. Thương người em nhỏ nơi đâu? Hỏi người còn thương nhớ người. Còn số người, còn số người, còn số người, còn số người, còn số người. Số gì đây, mấy gì đây, còn người gì đây, người gì đây. Ôi kinh 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 tại đời ai thì tha trong gió. Xin để tha cho em từ đây. Không thể nhớ tâm vô sầu tố say, người yêu ơi cánh thê phương nào. What you? Ôi cái số phận anh dịp đắng cay, cứ mãi gieo xuống ai mấy đò xanh, chỉ biết yêu thương trong mái ấm đang xa trong tình yêu gắn bó. Sức yêu chữ giới vừa dòng kinh mắng biết khóc con ai biết tôi con ai cũng ngồi đất luôn trời cao có nơi nào cho tình yêu ngày ngơi cho ngồi nơi nào cho sự đồng áp vô nhân mời mày chị nhép đi em hát này chị nhép khi nào mệt sức yếu dây dây giữa dùng tình mang biết khóc cùng ai biết tan cùng ai tôi muốn ngồi đất luôn trời cao có nơi nào cho tình yêu ngày ngơi cho ngồi nơi nào cho đồng lòng áp vô nhân mời mày còn 13 còn 13 số gì đây lỡ chưa quên làm ăn mà không khai sao em lên Sài Gòn em bán cái lô tô sao bán lô tô ai bán mà cho chứ sao mà em cho nên không có cái tiền tiêu về dưới quê em đi bán cái bánh ăn còn mười chín con mười chín là mày gì đa mày gì đa bà xã ơi bà xã ơi bà xã ơi ơi trời ơi bữa nay vợ tôi sao tôi thấy lạ lạ không ngày bình thường á ơi bà xã ơi anh xỉn rồi ra đón anh về bà xã ơi về về nhà anh ơi về về ai mấy bữa hôm em mặc manh cái kiểu khác bữa nay anh thấy em mặc manh cái kiểu khác thì phải bây giờ thứ làm kiểu nào nè nổi không? Ai thôi em mặc kiểu ở dưới người ta cười quá này, thằng nào ta nói em mặc cái kiểu này không có đúng kiểu. Thích kiểu nào? Là không? Em ơi anh đâu có sai. Phải rồi đâu có sai đâu. Anh đi siêu. Thấy rồi anh đâu có sai.
trong cái là trong. Năm mười ba, cái hai gì đây, cái hai gì đây, chẳng là chồng con ơi. Đừng đi lìa đôi, nhẹn nhau vơ môi, tốn không nên lời ngày sang ngủ con, quên lời tình ngôn nước giang. Một chiếc đắng trình, chính quang khái ca, nếu như không thành trăm vàng quý thân à. Thầy thì nghe lời anh khuyên, muốn dâng việc đáng trông. Vua ta từng ngủ trông, sao không tròn chữ chung. Mê tình si quốc thần bị ai, cái 22 22, 22, 22 chết rồi ơi, bà ơi hả? Nó nghe nè, Nguyễn Trung bị con vợ nó đang mài dao, chồng vô chồng nó đâm chết nè. Ờ, bữa nay đi nó làm vợ người ta. Ngon, mày ngon, mà bữa nay mày làm vợ người ta. Rồi, tôi sợ đi. 22 mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, nhân dân khắng trắng trên quan tài. Ai thế ơi sao nàng đành lòng, trời trần gian để ta buồn thương. Sau tư minh dân đường phòng đời, khói hương như tiếng đưa linh hồn, nghe bên tai như tiếng giấc ngờ. Nàng vì ta xa lìa tình nhân, mà đinh sang chẳng thương thân người. Nguyện đồng sàng chung quách vàng, nay chi ta trần gian. Hương kiếp qua màu cấm tay ta, nhìn nàng chứa chàng tâm tuôn lệ nguyện. 30 nguyên, còn 30 con 30. Thưa quý vị, và con số may mắn 30 đột giải quý vị nhé. Và bây giờ sẽ chúc mừng những người khác may mắn. 30 vừa kêu qua có 1, 52, 52. Có 2, 22, có 3, 13, có đủ. Dạ xin chúc mừng ạ. Còn cái con thứ 2 rồi. Còn cái con thứ 2 chị. Rồi. Trời ơi, nhiều răng, nó hằng hè nó lấy tôi. 30. Có 1. 52, 22, 13 y chang. Dòng loại 388 và dòng loại 387, hai chú nhân đột giải, xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng mình sẽ trả xin giúp phục vụ dùng lại tiếp theo. Mà nếu chỉ có 10.000 đồng, rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bổn đoàn quý vị nha. Và bữa nay là nó không có đi di chuyển nhiều được, từ 5 giờ sáng tới bây giờ đó quý vị. Cho nên là quý vị cũng thông cảm nha, cho nên bù lại với tất cả quý vị. Là đặc biệt là trình tổ hôm nay, đoàn có hai tin vui. Dạ, một tin vui lớn thôi, một tin vui lớn, còn tin vui kia đã chia sẻ với tất cả quý vị rồi. Đầu tiên là hôm nay Dương Thanh Vàng vừa mới xác nhận là visa Úc Châu đã hợp lệ hết rồi quý vị, cho nên chúng em đã sẵn sàng đi tới Úc. Và tán kêu, đây là tin vui rất là đúng ngày. Dạ. Lắc lặng mà nghe tôi kêu con cần ra, cần ra con ý con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, bốn 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 gì ra, chanh chua thì kế cũng chua, chanh khố một mùa thế chua, chanh năm, bốn. 45, 45, 45, 45, số là con ấy. Số gì đây, cái số gì đây, số gì đây. Mùa đến mau cầm dư, an thân yêu xa chân tiền. Chớ có xem thường, chứ tướng chớ lợn gần. Đóng giao chẳng đấy, dù ngàn gian nan. Thời lo tống bạc không ngại tiền. Nguyện 60, còn 60 đi, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60 xưa. Chỉ để mấy gì ra, mấy gì ra. Chạy đi hiên lưng ngủ mà dậy dưa. Chạy ra có vàng bước xa qua. Má ơi, lấy khăn cho bầu thăm cơm buồn. Người ta đi về biết nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc sao qua.
số 2, con 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 ba gì đây ba gì đã. Do con chân này anh hùng yêu nhau chỉ tài à, người xưa giữ gìn diệt nước chẳng à. Vì tâm là gì cô, bây giờ em ta nát lòng à, người xưa giữ gìn thủy chung bên hồ hồ Tây. 37 đây, 37, 37, 37 con số gì đây, số gì đây. Chị em ơi, chúng ta kiểm tra là con số 53 nha quý vị nha. Hello,
Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng chúc mừng cho những chuyên gia may mắn của một lần vừa rồi. 53 chị kêu qua có 1, 49, 49 có 2, 37, 37 có 3, 12 hợp lệ. Trời ơi, Steam của Tia quá em ơi, 1641 hợp lệ. Đó, cái gì vậy? Hai mẹ con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Đi kiếm vợ cho con hả? Rồi, xin chúc mừng. 53, 53 có 1, 49 có 2, 37 có 3, 12 y chấp. Trời hợp lệ, trời ơi, con mẹ cháu quà thì trời tôi muốn xỉu đi đó. Mới cưới vợ hả cơm? Rồi, trời ơi, xin chúc mừng em nha. Đã có hôn thê. Trời ơi, hay quá chị ơi. Đứng lứa vừa đôi quá. Nhìn chị không biết từ lúc gặp sếp về á. Không có, nhìn không biết đứa nào chú ghế. Chị ơi, cái con trai nào mới đẻ ra cái hộp cho chị mà nó bự dữ vậy nè. Bóng số. Bóng số. Trời ơi trời. 57 đụng nóc. 4 số 4 à anh ơi. Rồi chia buồn với anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc mừng cho mẹ nha. Mấy gì đa cái này, mấy gì đa cái này, mấy gì đa cái này, mấy gì đa. Mấy gì đa cái này, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Trời ta mưa giông cho mưa. Nó kêu gió bèo cây cầu. Và mắt qua sông để mẹ về. Trời ta mưa giông thu buồn. Có mái đưa đò cũng lạnh lùng. Có mặt dòng sông nên không có chiếc đò hoàng. Một con số bốn, còn số tư, còn số tư, còn số tư. Còn số bốn, còn số tư, còn số bốn, số là con mây. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hoa cao rụng trắng sông nhà anh mà hương cao ngàn ngát quanh vườn cầu lá bóng xanh tươi màu xinh ai dùng để lá một mình. 29 mấy gì đây, số gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Ngày đánh an nhà này sông biển thấy anh lạc như chuyện thánh thần con ơn còn tạc lòng dưng có câu hiếu sạch đổ sạch tâm thiên địa cứu nịnh phò huy lượng hải hà cơn sóng dậy lúc gió qua đêm tấm thân cứ đỡ dân ta nam cũng vậy bắc cũng vậy sao đâu đâu cũng vậy. 37 số gì ra, số gì ra, ba gì ra, con ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra. Tiếng đàn điệu buồn thấy lòng ra trào làm hồn như mơ. Đàn đưa tôi đi tới đâu, lắng nghe ôi sao buồn quá. Sống nông dân xin trời giọt mưa để miền đồng lúa tươi tốt trong 34 mấy gì ra còn mười gì ra trong con dân quanh hiu ai khóc than điều điều sao nỡ chia duyên đầu tình đôi mình phải tan lìa đôi. Mà khó ngờ anh ấy ây ây nên anh phải đi khỏi nhà. Anh đi khỏi nhà anh đi bán bí đào. Còn mười sáu cờ gì ra, cờ gì ra, cờ gì ra. Hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Chị em mình cùng bước bên nhau. Cha mẹ mất đi nhiều nhỏ to mấy câu á, chỉ dù xót xa nhưng vẫn nhớ thương về em. Chị càng thương em càng thương chị. Lệ thủy thì trâu như cốt dục tâm tình. Thương sao đẹp vẫn đôi mình, đẹp câu đồng nghiệp đẹp tàu duy âm á. Người mười một điều xa gần, tâm tình nghệ sĩ qua thằng là còn đây á. 27 mấy chị đây, số chị đây, mấy chị đây, con bốn chị đây, mấy.
đây, gì đây, con muốn gì đây. Năm cũ bên làm tay yêu, nghe ngổn ngang bao điều mà lòng trong vẫn quanh yêu. Nhà em bắt em lấy chồng mà thằng chồng nó không có ngần em. Nên em phải đi vô chùa, em đi vô chùa náo thân đời thiền. Rồi quý vị ơi, con số 44 vừa qua đã có một anh trai đoạt giải ha. Cô chú anh chị mình khoan hãy xóa bỏ lá vé nha cô chú anh chị mình ơi. Vâng, thì vừa qua có một chú nhân đoạt giải, cái nhà mình khoan xé vé bỏ hay cái nhà ơi. Đâu rồi? Rồi đâu rồi ạ? Rồi một lần nữa thì ngay từ bây giờ tất cả nhân viên chúng em đang rồi bước phục vụ cho tất cả khán giả mình. Thì khán giả cũng đương tình tham cho năm vừa qua được vé kế tiếp ha. Rồi chàng trai đầu tiên, ký hiệu vòng loại 0231. Em chọn 4 số. 44 có 1. Có 1. 29 có 2. 16 có 3. Số đó cùng số 4. Không có là không được. Chủ nhân thứ nhất, chủ nhân thứ hai, ký hiệu 024. 44 cho điểm kêu. Có 1. 29 có 2. 16 có 3. Cuối cùng số 4. Hợp lệ. Hai chủ nhân, bây giờ mỗi anh nào bóc số lớn thì nhận một con gấu lớn. Anh nào gấu nhỏ thì giờ lấy một con gấu nhỏ ha. Rồi anh áo đỏ. Rồi bây giờ anh đây, đó. Rồi bây giờ anh số mấy anh? Rồi 52, chúc mừng anh. Rồi bên đây cũng bự nha. Cũng 2 nữa bằng 22. Rồi 22, chia tay cho em nha. Em ơi, cái phần này nè, chúng ta qua bên các bạn chữ đỏ đỏ, chúng ta nhận một ly nước miễn phí của nhà tài trợ Super nha. Rồi, nhanh chân lẹ tay nha. Trong thời gian này thì chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị đến những con số đầu tiên của dòng loại này luôn à. Anh chị ơi, ủng hộ lẹ tay giùm em, chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị mở thưởng luôn à. Em đẹp chàng ơi. Rồi, nhanh tay lẹ chân, hello anh. Nhanh cây tài cái lẹ cây chân số gì đà mấy gì đà. Mấy gì đà, mấy gì đà, miếng con gái vô anh ơi. Miếng con gái vô giùm em, gái mi rô quá trời đà đàn ông. Mấy gì đà, miếng gái thôi, miếng gái anh ơi. Mấy gì đà, mấy gì đà, mấy gì đà, mấy gì đà. Bướm bướm bay trong gió, bướm bướm lượn cánh qua. Bướm bay gì qua đá tàn, bướm bay gì qua đá tàn. Tàn rồi cái này một đời qua, cái này bốc vé ra, bốc vé ra. Cái này bốc vẫn ra, cái này bốc vé ra. Cái này bốc vẫn ra, dò dò số. Mấy gì đa, cái đa, cái đa, mấy gì đa, cái đa, mấy gì đa, mấy gì đa, cái đa, mấy gì đa, cái đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, mấy gì đa, cái đa, mấy gì đa, mấy gì đa. Ngồi chờ rất đông vua, chúng em xin mời bà con ghé chờ đi. Lúa tôi thật vui, cùng cánh hát ngàn hoa. Từng ghé kìa, quá ơi, quá. Quên trời ăn nghe, ăn nghe kìa. Vì là người dân, những tay lửa tắt đèn có nhà o. Nước mắt cho riêng mình, nói cho ta anh đèn sân khấu. Ai chưa vé giơ tay lên, lẹ tay lên. Đây nè, ông ơi, ở phía trên. Quả ơi quả, đây nè. Anh luôn kìa, thắng ơi. Lên đi tay lên. Quả ơi luôn. Bạch cải còn không? Hết vé phải không? Rồi ai còn vé hết vé rồi. Xin mời tất cả quý vị bắt đầu chuẩn bị mở thưởng nha.